Con kia xuống ăn. Bây giờ trèo cả trống đen, trống trống đen, trống rừng, trống trắng, nó trèo loạn sinh ngậu lên. Bây giờ ra gà linh tinh. Đấy, toàn rau lá chuối trộn bột ngô, hơi đơn giản. Cái bể giun bên này chắc ấy ra à? Thiếu đồ ăn nhỉ. Cái chuồng dưới kia thấy ít ít. Thiếu thức ăn nhá. Con ngan này nuôi đấy ăn thua rồi nhỉ. Nuôi gà chơi mổ ăn. Con gà rừng kia. Cú 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 cú. Nhà thì nghèo. Đấy, nhà thì ở nhà pro bé tí khở tính hành đang hang nhỉ. Cho nên bây giờ bắt đầu phải đầu tư làm này. Để vào quay kín cho đôi vào luôn. Mấy con này không biết chữa chưa đây. Con này tí xe xe rồi. Hai con mẹ. Con lợn cà này. Con mẹ này chữa chưa. Thế nhảy vào. Kích 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 kích. Thế là đang chuẩn bị nở cái cho vào cái lồng sắt này. Cho để nó tách ra không. Cú 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 cú. Kì 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 kì. À chụp cút lên trên này nhá. Lên nhà bà nụ nhá. Chụp cút sạch luôn. Ăn giun quế này. Giun quế thì tuần nói chung là trộn cũng ít đâu, lượng nhiều lắm. Bởi vì nó chưa phát triển. Chuối, bún ngô. Con nào con đấy mịn, mịn như tơ luôn. Đấy, đàn đấy là đàn 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 ngoài này, còn đàn trong này mới nhiều. Đàn trong này chưa ăn được đâu, đàn trong này còn bé. Thế nó mổ điện thoại. Đây mà ở đây nhìn vắt đi ra soi vắt đấy đầy nhức quay đơn giản lắm, lấy tấm nhựa về đóng khoan nối vào sau. Cái này cái lứa đầu thử nghiệm của máy ấp là được 7 con. Đây. Nhảy ra ngoài con à? À bị à, ừ, cái con bị đần như nhỉ, to to chẳng biết bị làm sao. Có hôm kia thả ra, xong là nó chết. Hôm qua bạn bắt vào. Không quen đất hả? Chưa quen đất. Bia thả hạ nó xuống, không quay vào chỗ đất được. Để đàn thứ hai, 21 con này không đi con nào nhỉ? 10 con. Đàn kia đúng mới 1 con. Đàn kia 23 con. Đàn kia 23. 23. Mới 1 con hả? 22. 23 con trong mẹ ấp. Cái đàn mới lượt trứng này không biết bao nhiêu quả nhỉ? Một dàn của nó là đấy, bao nhiêu? Toàn chuối này này này. Một dàn là 54. 60 quả, 60, 70 á. 70 quả, chắc ổ, làm nốt ổ đấy. Xay chuối à. Cho mẹ ép thành cám. Đấy, cái máy ép trứng này. Bây bắt đầu đến ngày của nó rồi, bỏ cái dàn này ra nhé. Bỏ cái dàn này ra, không dùng cái dàn này nữa. Mới được mấy con này. Đấy, xong rồi đặt ở đây không lớn. Được ra được mỗi con này. Con này mở lỗ hết rồi đấy. Nói cái gì nữa. Máy ép trứng anh dương ấy. Hay phết đấy.
còn những nhà này